tôi tin kính mộ Thiên Chúa và Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính mộ Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trên đường Maria và đã làm người, người chiêu đóng lên vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi la tô, người chiêu cố hình và mai ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đây trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh tiên không nhau và không truyền. Tôi tin sân có một em chưa để tha tội, tôi trong đời thề chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, qua những chức thánh thể, Chúa Giêsu đã trở nên ơn thực thần linh, nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình về quê trời. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng tha thiết theo lời cầu xin. Cầu nguyện cho giáo hội, xin gìn giữ Thánh Cha Phanxicô, các đức giám mục và các linh mục của Chúa, xin ban ơn khôn ngoan, sức mạnh và bằng khen để các ngài dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa trở nên gia đình hiền nhất, thánh thiện. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho mùa bầu cử ở Hoa Kỳ, xin cho các ứng cử viên dồn mọi nỗ lực cho sự thống nhất và lợi ích chung. Xin cho các đảng phái chính trị hiệp nhất và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm vì an ninh và nền hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho các học sinh dịp tự trường, xin Chúa chúc lành trên tất cả các học sinh trong niên khóa mới. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ban ơn thông minh, giúp trí hiểu biết để các em trao dồi kiến thức. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu phán, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta tìm được nguồn an ủi, nâng đỡ nơi bí tích thánh thể và có thêm sức mạnh để tiến bước trên hành trình về quê trời. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Trong tinh thần, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng. Cùng xin Chúa đón nhận những ý chỉ trong thánh lễ hôm nay và cầu cho các linh hồn. Ave,
Anna, Katarina, Darwin, Jacobe, Joan, Joan Baptista, Jose, Luca, Maria, Maria Magdalena, Francisco, Francisco Xavier, Pedro, Thomas, Dominico, Magdalena, Joaquin, Tadeo, Marcel, Bernard, Consolación. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa lắng nghe chúng con. Lạy Chúa, chúng ta lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết từ bỏ con người tội lỗi mà sống đời sống mới trong Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.